Hello, hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với màn ảnh nhỏ của Bình Chàng Bay Gắn nha. Lời nói đầu tiên, xin cho phép Bình Chàng Bay Gắn gửi đến cô dì chú bác và toàn thể anh chị em lời chúc sức khỏe và lời chào thân thân nhất nha. Công nhận để gâu đẹp trai thiệt. Mà mình xin mời cả nhà theo chân mình trải nghiệm đi lấy mật của một cái ổ ong khổng lồ. Đó là ong mật gừng bạn. Hồi đó giờ mình đã quay nhiều người rồi, người nhiều lấy rồi. Thợ săn ong rất là nhiều, mà trong đó mình quay nhiều mà mình chưa có chính tay mình cảm nhận, thì mình sẽ mời các bạn theo chân mình cảm nhận điều này ha. Rồi ổ ong này thì được một anh bạn đồng nghiệp công tác chung với mình giới thiệu, gần trong cái vườn của ảnh có một ổ ong thì mình cũng chạy tới chỗ các bạn. Cách nhà mình đây, từ đây chúng ta cách khoảng 12 cây số có tới tới, thì mình cũng vừa tới nhà. Mình không có dụng cụ để mà mình đựng mật các bạn, thì cái thùng nước suối này nè, thùng nước suối này thì mình sẽ sử dụng cái thùng này ha. Thì mình sẽ nhờ anh đoàn đồng nghiệp của mình á sẽ cầm máy quay cho mình công đoạn mình sẽ làm cái thùng này luôn nha. Nó đang vô còn. Đây là thùng nước Á Châu nha. Bữa hổm mình đi chở các bạn, rồi cái nó lăn, cái nó bể cái đùng để luôn cho cơ hội mình sử dụng luôn bạn ơi. Nè, chưa bốc tem nữa nè. Rồi chờ luôn, chờ lớn nha, xuống bể rồi tao có xài được đâu. Mà làm cái con ten để mà mình đem đi chợ. Cùng bay thì nó sợ nó không được sạch mà. Bay nhà nó không được sạch, cái nó sạch hết. Này xong cái này rồi mình đi bắt cá có lý đó mà anh. Đó, cái mình cuộn qua đây nha bạn, cuộn con dây vô đây. Rồi cứ mình lấy cọng dây nữa, cọng dây mình có chuẩn bị sẵn ngay trong cái tô, trong cái đất vỏ bạn ơi. Mình cuộn vô rồi mình đi ra, tao còn có ông gần ở đây không anh? Dạ. Rồi được cái thùng đựng ấy nha, rồi mình rửa lại sơ sơ, cái nữa là mình lụm nha, thì chắc chắn mới được. Để hồi nó làm cái đùng, nó rớt xuống đất nó báo. Hồi hộp quá, không biết con ong này cao không nữa, cao dữ không? Thấp. Dù, có lý rồi ta. Đấy, mấy con dây nha. Đấy, rồi, mình lồng đây được sao thì lồng bên kia vậy nha bạn. Cái này máy nhìn cổ cái toàn ten á. Biết có mật không nữa rồi, không có bồ ơi. Rồi, mình cũng đã chuẩn bị xong cái cây này đó nha bạn. Cây này của mình nha. Kèm 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 kèm. Rồi lên đường thôi, rồi tắt máy đi, lên đường cho mày lùm cho bạn ơi. Mình đã đi ra tới hiện trường vụ án nha bạn, hôm nay mình sẽ làm tướng khỉ nha. Đấy ổ ong đó, đó mình zoom gần lên các bạn. Ông này theo mình đánh giá thì nó cũng không được lớn bằng cái ổ ong khác mà mình đã từng đi đi quay các bạn. Mới vừa lọ lọ là nó bay e xuống rồi, mà ổ ong này thì nhỏ các bạn, hy vọng nó sẽ còn ghim nha. Mình đang ngậm điếu thuốc, nó bay gây khói lên, nó bay xuống với mình. Ok, mình sẽ lên đó nha bạn. Mình một mình nè, bởi vì mình phải đi, mình tắt máy nha. Mình sẽ bò lên trên đó, xong rồi mình bấm máy cho bạn xem nha. Chứ mình không có lấy chân quay theo bạn ơi. Ta cho tim mình đập mạnh nữa ta. Bằng chứng là cái máy nó giật giật giật, ta biết tim đập mạnh rồi. Căng lắm nha. Mình sẽ bò lên trên đó, cây nó hơi nhỏ, bạn không biết chịu nổi sức của mình không nữa. Rồi mình bò cái đó, rồi mình sẽ chồm ở đó, chồm ở đó. Mấy cây này giòn không ta? Đó, thằng anh nó nói cây này dẻo bạn ơi. Mà nó gới xuống đây có 30 mét như vậy thôi. Cả 3, cả 4 mét bạn ơi, 3 mét ngoài. 3 mét ngoài. Rồi ok, cực kỳ dẻo là an tâm. Rồi mình lên đó nha bạn. Rồi, hồi hộp bạn ơi. Ngon nha.
Còn dữ lắm nha, một bên là mình trên thù lùi rồi đó, bên kia cũng vậy luôn. Đó, cái cục mật ở đầu ngoài đó là mấy bên tay phải của mình, nó cục mật nó nằm ở đó đó. Rồi, lên thôi. Mình đang chèo lên tới trên đây nha bạn. Đang bò lên. Tiến sâu vô chút nữa nha. Con tay bạn ơi, chắc là mình phải lên tới đó rồi mình sẽ tắt máy các bạn. Đấy. Cáo dài nhẹ nhẹ lên cây. Sao vừa ướt quá. Cuối mình đốt rồi bạn. Cái cuối mình có nhiêu thôi. Bay đi hết rồi bạn ơi. Thấy không? Để chuối bay hết bên rồi bạn. Còn bên kia bay còn ngoài hết trơn. Mình bò ra mình hồi hộp với cây này quá. Bây giờ mình mang cái thùng xíu xiết xác ra đã ha. Bên đây làm sao thì bên kia nó cũng vậy nha bạn. Bạn đang bay vô cục mật này cũng có lý nha bạn. Bay vô nó đang tính lấy mật lại mọi người. Chết cha khó, nó quay ngược với mình không. Bay vô nó hút mật các bạn. Ngon nha. Cục mật cũng khá trọng nha bạn. Chắc mình lấy mình chừa lại nha bạn. Lo thổi không hụt hơi bạn ơi. Có tay một là tay cầm máy, tay cầm đuốc các bạn. Bây giờ mình tắt cái máy nha, mình bỏ áo vô túi quần, cái túi quần túi áo gì cái mình mới cắt cái bông này xuống, rồi mình xuống dưới mình cho bạn xem chiến lợi phẩm của mình nha. Vừa bớt khói là nó bay ngược cái vô liền, bay vô nó đốt nó hút mật mà đó. Cầm máy lâu tao cũng mỏi luôn ơi. Tắt máy nha. Nghe nói thấy mặt tôi luôn nha. Rồi. Cái mày giống chuột cống, giống khỉ, giống khỉ. Đấy, thành quả của mình nha, lịch sử đàng hoàng nha. Đây, thằng bạn vô. Xuống rồi bạn ơi, kết quả cũng dữ lắm à. Đây, tôi chạy chẳng tôi lấy cái không, không, để. Tôi lấy cái đồ đựng cái này nè. Gì? Cái này là mới tin luôn nha, này là bổ bằng bên, cái này mình không có sử dụng. Để đi. Để bên bên đi, để đại dưới đi, dưới đất nó đại đi. Ừ. Nặng quá, nặng quá. Cận cảnh đây coi. Rồi, cận cảnh thấy nè. Thấy không? Dạ, đột mật. Dạ, vui, chảy rồi. Rồi, rồi. Đứng, để yên cái máy nó nè, để yên cái máy nó đi. Ôi, vui, nó chảy. Không, thấy chưa? Dạ không, nhìn đã không? Đó, vậy lắm nha. Ừ. Này là khúc dưới mình cắt quả. Bây giờ gần ngồi ngồi xuống đây bạn, ngồi xuống đây cận cảnh nha. Rồi quay cái tay tôi đó. Rồi, mình lấy cái này bỏ. Cái phấn hoa nè, thấy phấn hoa là mình lấy tiễn bỏ bằng cho mật nó chất lượng để nó lâu hư các bạn. Lấy này ra. Cái này bỏ luôn bên hết, cái này sử dụng nhanh chóng, còn cái này muốn để lâu thì phải cắt bỏ mấy cái phấn hoa này bỏ hết nha. Con cái con non của nó bạn, cái con non của nó mình nặng nó bể nó dập các bạn. Dọc giống như nó, từ vài bữa để cái nó lên meo. Cho mình ẩu tả mình con non này nữa không? Mình bóp mạnh nó đi, cái mình để thời gian. Cái nó lên giống như nó lên meo trắng các bạn. Nó giống như lên bọt vậy đó. Bởi vì mật mình làm có chất lượng thì phải là mật không. Đừng có dính ba cái phấn hoa, đừng có dính ba cái con ong non vô. Bởi vì mình mật mình tự tay mình cắt vậy nó để nó lâu. Còn mình thứ mà mình để mình cắt mình bóp mạnh quá, bóp dính con non hay là dính con phấn hoa là nó sẽ lâu. Quá trời nhiều thứ.
Nhiều không? Nhiều luôn, thấy không? Thấy không? Sướng lắm nè. Nó có hai tầng các bạn, tầng ở đây, tầng bên kia. Đó, đó. Thấy không? Này là nửa bên thôi đó nha. Ghê chưa? Ghê chưa? Thấy không? Chảy ra thấy chưa? Đó, một cục nha. Cục bên đây là một bên nè, nó này một bên thôi bạn, còn bên đây lớp bên đây. Ông lấy hết đó gì? Ông lấy hết hả? Ờ, ông dắt đi. Trời ơi, trời ơi, hết chứ có chuyện với tôi quá. Tôi cho nó nhiều bạn ạ, nó phân nửa mình phân nửa. Có đâu là nó bự ra. Còn bằng này gấp đôi bạn ơi, tại vì mình lấy có phân nửa thôi. Mình chừa lại phân nửa. Rồi mình thẻo bớt cái phần tàn đó đó bạn. Mình thẻo bớt cái phần tàn hồi nãy nè. Để cho nó nặng quá, cái này là cái ông con nha bạn, này là ông con. Này là ông con nè. Mà nếu mà để như vậy là nó sẽ rụng nguyên cái ề xuống luôn. Bởi vì mình phải thẻo bớt cái phần ông con mình, nó giáp cái phần giá tắp giết ta gần cái mặt á. Nhiều mực. Này cái mặt, cái mực nó không phải này đâu có mặt, tại nó dính thôi. Dính trong mặt này hồi nãy mình để vô phòng mình đi di chuyển nè. Rồi, mình dắt này ra cho anh nghe. Ừ, chảy thằng anh. Nãy tôi cắt hết thì tôi sợ nó lần sau nó lấy nó còn non, ổ nó còn non. Còn lấy có ba quận nó được á. Nó không biết đâu, nó không biết cách lấy đâu. Sợ người khác người ta lấy hả? Thì bây giờ biết làm sao giờ nói. Lấy hết mẹ nó đi. Trời. Lấy lần sau đâu có gì đâu lấy nữa. Trời. Ông phân nửa tôi phân nửa. Ăn động chưa đủ nha. Rồi. Quên lên đây. Rồi, tạm biệt các bạn luôn nha. Nếu các bạn thấy video này thú vị, các bạn hãy giúp mình một lượt đăng ký nha bạn. Bấm đăng ký hoàn toàn miễn phí và bấm thích để ủng hộ tinh thần của mình nha. Rồi mình sẽ có cái gì tiếp tục thì mình sẽ quay cho các bạn xem tiếp tục nha. Rồi cái phần này là phần của chủ nhân của con anh. Đây là anh bạn đồng nghiệp của mình bạn ơi, công tác chung ở đó đó giờ. Rồi. Có cái gì thú vị là anh cho mình nè. Đây, mặt này là một cái chất lượng nha. Ok. Đây là cái nhộng con nha bạn. Thì mình tính tắt máy rồi, nhưng mà mình biết một cái vấn đề cũng khá lý thú nên mình chia sẻ tiếp cho các bạn xem. Thì bạn muốn lấy cái con này ra nè, bạn không cần dở mà bạn nhầm người thì người ta lấy cái tay bạn nhổ nắp này ra, rồi bạn gấp cái này ra, rất là cực nha bạn. Bạn thẻ một phỉnh vừa đủ mình sử dụng thôi. Rồi bạn bắt cái chảo nước sôi á, nước sôi ruột lên các bạn thả vô. 1 phút 30 giây thôi là cái mài này nè, nó giống như sắp đàn cày, nó tự động nó tan hết và cái con ong nó sẽ nổi phình lên giống như mình luộc hến nha bạn. Lúc đó mình lấy có thể nấu cháo, xào gì đó bạn sử dụng ha. Đi câu có gô thì lúc đó nó sẽ cứng lại bạn, còn phanh mềm xèo bạn mở ra cái bạn móc cho cái lưỡi câu là nó bể gụp liền. Còn bạn làm kiểu mình nói bạn bỏ như nước sôi á, nó tự động nó tan ra rồi nó tự động nó phình lên á, con ong nó sẽ dẻ giặt lại nha bạn. Dẻ nó cứng lại. Cứng giống như con bần vậy, mà nói chung nói giống bần chứ nó cũng không bằng con bần các bạn. Còn bình thường như thế này nó móc nó dễ nó bể bụp 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 bụp, phải trộn cám trộn đồ nó bạn ơi. Rồi, mình có nhiêu mà chia sẻ nhiêu nha. Con không à. Rồi, bye bye các bạn nha. Rồi, đi về thôi. Bye bye.